Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của hướng dẫn tải game. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt một cái tựa game đối kháng có tên là Death or Alive 6. Và trước khi tải, các bạn phải tuân thủ cho mình những điều sau. 1. Chỉ tải game trên website linktargame.com hoặc là tải nhanh vn.com. 2. Tuyệt đối tuân thủ mục support nằm trên cùng góc bên phải trong web. 3. Là các bạn phải tắt tất cả các chương trình diệt virus trước khi tải và cài game. 4. Phải xem kỹ video và làm đúng theo các bước hướng dẫn. Nếu không hiểu, hãy tua lại để xem. 5. Xem video hướng dẫn cài game mới ngay trong bài viết của game hoặc là ấn đăng ký kênh. 6. Hãy like fanpage và tham gia group hướng dẫn tải game, link ở phần mô tả video để được hỗ trợ khi cài game bị lỗi. 7. Tất cả link bài viết và thông tin quan trọng mình đều để ở phần mô tả video. 8. Cũng là cuối cùng là các bạn phải đảm bảo được cho mình là các bạn đủ cấu hình để có thể chơi game. Và cấu hình game yêu cầu các bạn sẽ phải sử dụng Win 10 trở lên và là bản 64X. Chip các bạn sẽ phải sử dụng một cái chip là Intel Core i5-4690 trở lên. RAM các bạn sẽ phải có tối thiểu là 8GB RAM nhé. Cảm màn hình các bạn sẽ phải sử dụng một cái card là Nvidia GeForce GTX 770 trở lên. Bộ nhớ máy các bạn sẽ phải có tối thiểu là 50GB bộ nhớ máy nhé. Và khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tải game. Và để tải game, các bạn sẽ vào cho mình cái bài viết có tên là Dead or Alive 6 ở một trong hai website là tải nhanh vn.com hoặc là linktargame.com nhé. Thì link cả hai bài viết này mình sẽ để ở phần mô tả video cho các bạn dễ vào ha. Và bạn nào mà chưa like fanpage của mình, các bạn nhớ ấn like fanpage có tên là hướng dẫn tải game. Nó nằm ở cái cột bên phải trong web ấy. Đấy, các bạn ấn like fanpage cho mình nhé. Để có thể cập nhật được những tin tức, những thông báo, những thông tin về game ha. Rồi. Thì với website là linktargame.com, mình sẽ cung cấp cho các bạn 3 loại link tải khác nhau, bao gồm là link FC, link MC và link Google Drive nhé. Link nào tải nhanh thì các bạn chọn để tải về ha. Còn với website là tải nhanh vn.com, mình sẽ chỉ cung cấp cho các bạn một loại link tải duy nhất, đó chính là link FC mà thôi. Đấy. Thì với website tải nhanh vn.com thì các bạn sẽ vào bài viết này, các bạn kéo xuống dưới cùng bài viết nhé. Đấy, kéo xuống dưới cùng bài viết. Khi kéo xuống dưới cùng rồi, các bạn sẽ thấy một cái mục có tên là mục link tải game. Trong cái mục link tải game này, các bạn sẽ thấy có một cái dòng chữ đỏ có tên là tải game Dead or Alive 6 link FC nhé. Các bạn kích chuột vào đấy cho mình nhé. Rồi, với website là linktargame.com thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn cũng vào bài viết có tên là Dead or Alive 6 và các bạn cũng kéo xuống dưới cùng bài viết và ấn vào chữ tải game cho mình nhé. Và sau khi ấn vào chữ tải game thì cả hai trong web nó sẽ nhảy ra một cái trang hướng dẫn các bạn tải theo từng bước một bằng chữ. Tuy nhiên, nếu các bạn xem video hướng dẫn của mình rồi, các bạn sẽ không phải đọc nữa mà các bạn chỉ việc tải cho mình hai cái patch game ở bước 1 và một cái file update ở bước 5 nhá. Đấy, mình nhắc lại là các bạn tải cho mình hai cái patch ở bước 1 và một cái file update ở bước 5, ok? Thì sau khi các bạn tải về, các bạn sẽ được tổng cộng là 3 cái file. Đây. Các bạn sẽ được 3 cái file bao gồm là hai cái patch ở bước 1 có tên là Dead or Alive 6 patch 1, patch 2 nhá. Đây là hai cái file ở bước 1 nhé. Còn tiếp theo là cái file update ở bước 5. Đây, có tên là file update 1 Dead or Alive 6 nhé. Đấy. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn sẽ kích chuột phải vào cái file có tên là Dead or Alive 6 part 1. Ở cái bảng hiện lên, các bạn chọn cho mình là Extract Here để cho nó giải nén ra nhé. Đấy, chọn Extract Here để cho nó giải nén ra. Thì trong cái quá trình giải nén, nó sẽ gộp cả hai cái part 1 và part 2 này vào, tạo thành một cái folder có tên là Dead or Alive 6 đây này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái folder vừa giải nén ra nhá. Cái file update chúng ta sẽ xử lý sau ha. Bây giờ chúng ta sẽ cài game trước bằng cách làm mở cái folder có tên là Dead or Alive 6 nhá. Đấy, mở lên. Trong này chúng ta sẽ mở tiếp cái file có tên là setup nhá. Các bạn mở cho mình cái file có tên là setup cho mình. Rồi, mở lên. Thì sau khi mở lên thì nó sẽ hiện ra cái bảng cài đặt đây này. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng cài đặt này. Và tại bảng này thì các bạn có thể lựa chọn ra cái nơi cài game bằng cách là chọn cái đường dẫn nhé. Ở đây nếu các bạn không muốn cài theo cái đường dẫn này thì các bạn có thể ấn vào chữ Browse để thay đổi cài nhé. Để thay đổi cài, ấn vào chữ Browse. Ở cái bảng hiện ra thì các bạn sẽ chọn một cái nơi trên máy tính các bạn, miễn sao là đủ dung lượng để cài game nhé. Ở đây mình sẽ cài vào ổ P Folder Test Game. Đấy. Sau khi lựa chọn xong thì mình sẽ ấn OK nhé. Ấn OK. Thì lúc này chúng ta sẽ được cái đường dẫn có tên là ổ P Folder Test Game Folder Dead or Alive 6 nhé. Đấy. Sau khi lựa chọn xong cái nơi cài game rồi, các bạn ấn phím Insert cho mình nhé. Ấn phím Insert cho mình để cho nó cài đặt game ha. Đấy, ấn vào. Thì lúc này các bạn có thể thấy cái quá trình cài đặt nó bắt đầu diễn ra này. Đấy. Và mình sẽ bắt đầu tiếp tục video khi nào nó cài đặt gần xong nhé. Ok, quá trình cài đặt sắp xong rồi. Các bạn cứ chờ đến khi nào nó hiện cái dòng chữ xanh ở dưới cùng lên nhé. Thì tức là lúc đấy các bạn sẽ cài đặt xong. Ok. Hiện tại thì nó chưa hiện, chúng ta sẽ phải chờ tiếp ha.
Đấy, các bạn cứ chờ một lúc. Ok. Đấy, sắp xong rồi ha. Đấy, nó sắp phun vạch rồi. Tuy nhiên khi nào nó phun vạch ý, thì các bạn vẫn phải chờ cho mình nhé. Nói chung là quá trình cài đặt này nó cũng giống với nhiều game. Thành các bạn xem các bạn có thể thấy nó giống nhau. Ok. Rồi, thì đây thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra cái dòng chữ xanh này này. Đấy, thì lúc này tức là các bạn đã cài đặt thành công cũng như là hoàn tất rồi. Và bây giờ các bạn ấn chữ finish cho mình nhé. Ấn chữ finish cho mình. Ấn vào. Tiếp theo là các bạn mở cho mình cái folder có tên là link tải game codec. Đấy, mở cho mình folder này lên nhé. Trong này các bạn sẽ bôi xanh tất cả các file. Bôi xanh tất cả các file nhé. Sau đó các bạn ấn chuột phải vào cái khoảng xanh này, chọn copy ở cái bảng hiện ra, hoặc là các bạn có thể ấn tổ hợp phím Ctrl C để copy nhá. Rồi copy. Sau khi copy xong các bạn mở cho mình cái nơi cài game ra. Lúc này các bạn cài vào ổ nào thì các bạn mở ổ đấy lên nhé. Mình cài vào ổ P, mình sẽ mở ổ P lên. Và mình sẽ mở ở chế độ cửa sổ mới nhé. Open in new window này. Đấy, mở cửa sổ mới. Rồi, thì sau khi mở cửa sổ mới chúng ta sẽ được một cái folder như này. Đấy, trong này thì chúng ta sẽ vào tiếp cái nơi cài game là folder test game đây. Đấy, tiếp theo là vào cái folder có tên là Dead of Online 6. Đấy, folder tên game. Tại đây thì các bạn sẽ ấn chuột phải vào cái khoảng trắng, chọn paste ở cái bảng hiện ra, hoặc là các bạn có thể ấn tổ hợp phím Ctrl V để paste nó ra nhé. Thì sau khi ấn paste thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Đây, cái bảng này. Thì các bạn sẽ ấn vào dòng chữ có tên là Reflect the file cho mình, để cho nó chấp nhận dán đề file correct lên ha. Ấn vào. Rồi, thì như vậy là các bạn đã correct game thành công rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải update game nhé. Chúng ta sẽ phải update game bằng cách là quay trở ra cái nơi các bạn tải cái file update về. Đây, cái file update 1 Dead of Online 6 nhé. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải nén cái file update này nhé. Cái file này là cái file các bạn tải ở bước 5 đấy. Rồi, các bạn giải nén ra cho mình. Kích chuột phải vào, chọn Extract Here ở cái bảng hiện ra để giải nén. Đấy. Sau khi giải nén xong thì chúng ta sẽ có cái file update, cái folder file update Dead of Online 6 nhé. Đấy. Thì tiếp theo các bạn mở cho mình cái folder Dead of Online 6 này. Đấy. Tại đây các bạn mở tiếp cho mình cái folder Dead of Online 6 này này. Đấy, mở cho mình cái folder update 1 Dead of Online 6 nhá. Đấy, open. Tiếp theo các bạn mở cho mình cái file setup này. Mở cho mình cái file setup này lên nhá. Open. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái bảng cài đặt tương tự như lúc nãy này này. Đấy, chúng ta sẽ có cái bảng cài đặt này ha. Tại bảng cài đặt này thì các bạn sẽ chọn cho mình đúng cái nơi các bạn cài game lúc nãy. Ở đây nó đang hiện cái ổ sai đây này. Mình cài vào ổ P folder test game nhưng mà ở đây nó hiện là ổ E folder game, thành ra là sai. Mình sẽ phải ấn vào chữ Brow này nhé. Ấn vào chữ Brow này. Ở cái bảng hiện ra thì mình sẽ ấn ổ E đi. Mình sẽ cài sang ổ P folder test game đây, folder test game đây. Sau đó thì mình sẽ chọn tiếp vào cái folder Dead of Online 6 đây. Đấy. Sau khi lựa chọn xong thì mình sẽ ấn OK. Đấy, chúng ta sẽ được đường dẫn như lúc nãy nhá. Ổ P folder test game folder Dead of Online 6. Đấy. Lựa chọn xong thì ấn Insert để cho nó cài đặt game ha. Đó. Thì sau khi nó update xong thì nó sẽ hiện ra cái bảng xanh, hiện ra cái dòng chữ xanh ở dưới cùng nhá. Và chúng ta lại ấn Finish. Ấn Finish nhá. Rồi, tiếp theo là các bạn quay trở ra. Ấn mũi tên quay trở ra nhá. Các bạn vào cho mình cái folder link tải game codec nhá. Đấy, mở lên. Trong này các bạn lại bôi xanh tất cả các file. Sau đó ấn chuột phải chọn copy ở cái bảng này lên nhá. Hoặc là ấn Ctrl C. Rồi, copy xong thì các bạn lại mở cho mình cái nơi cài game ra. Và các bạn lại ấn chuột phải chọn paste ở cái bảng hiện ra nhé. Đấy, các bạn lại ấn replace the file cho mình để cho nó chấp nhận dán đề file correct lên ha. Đấy. Thì ở đây là cái file update 1 nhá. Sau này nếu mà các bạn thấy trong cái bước 5 ý, nó có nhiều hơn một cái file update, tức là file update 1, update 2, update 3, update 4, thì các bạn cũng tải hết về cho mình nhé. Và các bạn cài đặt update như mình vừa cài theo thứ tự là từ 1 đến cái số lớn hơn nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào game bằng cách là mở cái file có tên là DOA6 đây, viết tắt của từ Dead of Online 6 nhé. Đấy, các bạn mở cho mình cái file này ha. Mở lên, open. Mình sẽ vào game cho các bạn yên tâm mà tải ha. Thì các bạn xem cái video hướng dẫn này trên Facebook ấy, thì các bạn nhớ like fanpage cho mình nhé. Các bạn nào mà xem video hướng dẫn này trên YouTube thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn cái chuông bên phải nút đăng ký để có thể nhận được thông báo khi mình ra video một cách sớm nhất ha. Ok, đã vào game rồi. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ ấn phím Enter nhé. Đấy. Thì trước khi vào game mình sẽ dành ra vài phút vài giây dành cho bạn nào mà cấu hình thấp nhé. Bạn nào mà cấu hình thấp các bạn vào cho mình cái mẫu Option. Ok, ở đây thì trên bàn phím các bạn ấn phím M cho mình nhé. Cái tựa game này nó có một số cái đặc điểm là những cái phím bấm ý, thì nó sẽ hơi khó để có thể nhớ, bao gồm là phím M, phím K, phím G, phím L và phím Y ngắn nhá. Đấy,
nó nằm trong một cái mảng đấy thôi, các bạn cứ để ý trên bàn phím cho mình, phím MKLGY ngắn đấy, phím di chuyển ở WSD nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn no này, chọn no nhé. Rồi no tiếp. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn M. Đấy, thì ở đây các bạn muốn chỉnh cấu hình thì các bạn vào cái mục option cho mình nhé. Đây, vào mục option, ấn mở để chọn này. Sau đấy vào mục option rồi thì các bạn vào cái mục dưới cùng có tên là mục graphic nhé. Trong cái mục graphic này thì các bạn có thể tùy chỉnh cái độ phân giảm màn hình các thứ nhé. Cái này thì mình không nói này. Ở đây các bạn chỉ quan tâm cho mình cái mục effect quality để có thể chỉnh cấu hình ha. Thì bạn làm mà cấu hình thấp các bạn để cái mức là low này cho mình nhé, low nhé. Còn bạn làm mà cấu hình cao các bạn để cái mức là high nhé. Đấy, chỉnh đơn giản như vậy thôi. Sau khi lựa chọn xong thì các bạn sẽ ấn back ra thôi bằng cái phím L nhé. Rồi, L ra. Thì ở đây chúng ta sẽ có chế độ chơi story mode cho kiểu cốt truyện. Và nhiều bạn sẽ hỏi là con game này có chơi được online không. Thì mình nói luôn, ở cái phiên bản hiện tại chúng ta chưa chơi được online nhé. Khi nào chơi được online thì mình sẽ làm video hướng dẫn sau. Thành ra là các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn like fanpage để có thể nhận được thông báo nhé. Rồi, chúng ta sẽ vào cái mục story nhé. Thì những cái bước hướng dẫn của mình có thể nó hơi dài, hơi lòng ngoằng. Thì bạn nào mà xem không hiểu thì các bạn tua lại để xem cho mình nhé. Các bạn tua lại để xem cho mình ha. Và các bạn đặc biệt là các bạn phải tuân thủ cái mục support cho mình. Nhiều bạn không tuân thủ cái mục support, tải game về, cài game về, gặp lỗi, mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nhiều cái lỗi các bạn thắc mắc hỏi lên mình đã thấy rất rõ ràng là các bạn không tuân thủ cái mục support rồi. Nhiều bạn sau khi mình bảo là các bạn cài và tuân thủ mục support thì các bạn đấy cài và đều thực hiện thành công ngay sau đấy nhé. Đấy, thành ra cái bước tuân thủ cái mục support là cái bước rất quan trọng, các bạn phải tuân thủ cho mình nhé. Ở đây thì chúng ta không bỏ qua được rồi. Hình như là bắt chúng ta phải xem. Thành ra chúng ta phải xem thôi. À đây, có skip bỏ qua. Ok, bỏ qua luôn. Thì những bạn nào mà có tay cầm ý, thì các bạn nên cắm tay cầm vào. Đây là một cái tựa game đối kháng thì chơi tay cầm nó cũng sẽ rất là ok. Đây là chơi theo kiểu cốt truyện, thành ra là các bạn nào mà chơi thì các bạn nên xem để có thể hiểu rõ hơn về nội dung cốt truyện. Nói chung là một tựa game đối kháng thì chúng ta cũng quan trọng là vào đập phá nhau thôi. Ôi mẹ em này đẹp thế. Nhưng mà nói chung là ở cái bản này thì nó sẽ không còn như những cái bản trước nữa rồi. Theo nhà phát hành game thì nó sẽ thiên hướng về eSports các thứ gì đấy hơn, thành ra là nó sẽ không hở bạo như những cái phiên bản trước. Nhưng mà nói chung thế này là cũng đủ cho anh em rất gì và này nọ rồi đúng không ạ? Đó, chiến luôn anh em nhé. Các bạn có những cái phím đánh là phím M. Đây, phím M đây này. Phím M, nói chung là mình đợi tí mình đi ra xa nhân vật này. Nó không đi nhanh. Ồ, em kia mẹ. Đây, đập. Úi giời mẹ, pha cho ngửi mùi mắm tôm anh em ạ. Một pha cho ngửi mùi mắm tôm của tôi. Đây, phím G là phòng ngự như này này. Đấy, phím K là phím đấm kiểu này này. Đấm như quá. Đây, phím L là phím đá. Phím L là phím đá nhá. Phím Y là phím đấm liên hoàn. Trời ơi, mẹ đấm quả. Ui dồi ôi mẹ. Thằng đụng là vỡ ngay. Thì bạn nào mà chưa tham gia cái group của mình ý, thì các bạn nhớ tham gia cái group hướng dẫn tải game. Link nó nằm ở phần mô tả video nhé. Thì khi các bạn gặp lỗi, các bạn có thể đăng ảnh lên cái group đấy để kêu gọi sự giúp đỡ của những người khác. Và những người khác sẽ giúp đỡ các bạn, và cũng có thể là mình cũng sẽ giúp đỡ các bạn nữa. Và ngoài ra, khi các bạn đã biết được cái cách khắc phục lỗi đấy rồi, thì sau này các bạn gặp ai mà bị lỗi đấy thì các bạn có thể giúp đỡ người ta nhé. Thì đấy là một cái cách để có thể xây dựng một cái cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau, để có thể hỗ trợ nhau cải game một cách tốt nhất ha. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên bỏ lại cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh, cũng như là ấn cái chuông bên phải nút đăng ký để có thể nhận được thông báo khi mình ra video một cách sớm nhất ha. Và nói chung là mình hướng dẫn đến đây là các bạn có thể yên tâm mà tải mà chơi được rồi nhé. Thì chúc các bạn tải và cài đặt thành công. Tí nữa thì nhìn được. Bye bye các bạn nhá.